Chiều 29 tháng 11 năm 2023, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức lễ trao quyết định nghỉ hưu đối với ông Nguyễn Đình Cầu, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh. Dự buổi lễ có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Ngọc Tuấn, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ và cán bộ công chức Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh. Ông Nguyễn Đình Cầu sinh ngày 14 tháng 2 năm 1963, quê ở huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Ông có gần 20 năm công tác tại Ủy ban Nhân dân tỉnh và có hơn 15 năm giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh. Ông được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 3, được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen và nhiều lần được Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen. Theo quyết định, ông Nguyễn Đình Cầu được nghỉ hưu và hưởng chế độ bảo hiểm xã hội từ ngày 1 tháng 12 năm 2023. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Ngọc Tuấn đánh giá cao kết quả công tác của ông Nguyễn Đình Cầu trong thời gian công tác. Mong muốn ông Nguyễn Đình Cầu tiếp tục phát huy vai trò của đảng viên và kinh nghiệm công tác khi về sinh hoạt tại khu dân cư.